Chào mừng 55 năm thành lập trường đại học thể dục thể thao Bắc Ninh 1959-2014 và 53 năm ngày Bác Hồ về thăm trường 14 tháng 12-1914 với chủ đề phát huy truyền thống hướng tới tương lai. Chỉ đạo nội dung và thực hiện nhà giáo ưu tú giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đại Trường. Viên mãn và tổng đạo diễn nhà giáo ưu tú giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đại Dương, nhà giáo ưu tú phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Kim Xuân, nhà giáo ưu tú phó giáo sư tiến sĩ Vũ Trung Quỳnh, phó tổng đạo diễn thạc sĩ Đông Kim Quang, thạc sĩ Nguyễn Hữu Hùng, đạo diễn tiến sĩ Đinh Khánh Vô, thạc sĩ Lưu Thế Sơn, thạc sĩ Nguyễn Văn Hiếu, thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Nga, giảng viên Phạm Thị Hoài Phương, giảng viên Đặng Văn Đạt, thạc sĩ Nguyễn Anh Tú, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thao, thạc sĩ Nguyễn Trí Quân, trợ lý đạo diễn Vũ Thị Mai Phương, Đặng Thị Thu Thủy, biên đạo múa Hữu Bùi, âm nhạc nghệ sĩ ưu tú nhạc sĩ Hoàng Tiến, tại thời đại mình nghệ sĩ ưu tú Lê Trức, thiết kế sân khấu đồ họa họa sĩ Tất Thiện, âm thanh ánh sáng công ty trách nhiệm hữu hạn Tùng Vân Bắc Ninh, đơn vị thực hiện bộ môn thể dục bộ môn võ quyền anh trường đại học thể dục thể thao Bắc Ninh, viện nghiên cứu phát triển võ thuật vi mô nam và thiền nam, nhà hát cao quốc nhạc Thăng Long Hà Nội. Màn biểu diễn nghệ thuật với sự tham gia của 568 học sinh, sinh viên, vận động viên, cán bộ giáo viên, công nhân viên trường đại học thể dục thể thao Bắc Ninh và diễn viên múa vũ đoàn Anh Huy Hà Nội. Tiếng chống hỏi đang vang lên mạnh mẽ, ân quan đi đón chào các quý vị khách quý đại biểu cùng lớp lớp các thế hệ giáo viên, huấn luyện viên, học sinh, sinh viên từ mọi miền tổ quốc đã tụ hội về đây trong ngày vui đoàn tụ. Màn chống hỏi như lời chào, lời cảm ơn sâu sắc của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quốc tế, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cấp bộ, ban ngành, các cơ quan đoàn thể đã thường xuyên quan tâm, ủng hộ tới sự phát triển chung của nhà trường tới nay. Thank you.
trên cái đất xưa kia còn hoang sơ, nơi đây là cảnh rừng sạc 3.000 cây cổ thụ, đất nước và người hòa quyện với nhau tạo ra nên sức sống mới, sức sống của một môi trường thân yêu. Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh thành lập ngày 25 tháng 9 năm 1939, tiền thân là trường Trung cấp Thể dục Thể thao Trung ương. Tuy còn nhiều khó khăn trong những ngày đầu thành lập, song môi trường rất tự hào khi được đặt trên mảnh đất địa linh nhân kiệt, bởi nền văn hóa nghệ thuật phong phú là đa bản sắc của vùng đất Kinh Bắc Việt Nam. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chưa hai xây dựng và phát triển sứ mạng cao cả của nhà trường là đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên huấn luyện viên thể dục thể thao từ trình độ cao đẳng trở lên có phẩm chất đạo đức tốt bản lĩnh chính trị vững vàng năng lực chuyên môn cao phục vụ cho sự nghiệp phát triển thể dục thể thao trong cả nước đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần sức khỏe của nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đạt được mục tiêu phát triển thể chế đại học đảm bảo trình độ cao đa ngành đa cấp độ là trung tâm nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ thể dục thể thao hàng đầu của cả nước với nhiều điều tươi trẻ vui nhộn và hoàn đầy sức sống các thầy sinh viên trong nhà trường đang hân hoan chào đón các quý vị khách quý trong ngày vui hội ngộ nào cùng chung tay trong ngày hội lớn ngày vui của truyền thống 55 năm xây dựng và phát triển. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Oh,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhưng phúc dụng tinh thần và cơ thể truyền thống vẻ vang của nhà trường trong 55 năm xây dựng phát triển. Sure.